Hoàng, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop New. Một khoảng thời gian trước thì anh Trung đã từng trên tay các em là Dell 7588. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cũng đem em này ra vọc, nhưng mà không phải là vọc nhanh Trung, mà mình sẽ test game cũng như là trải nghiệm trên chiếc máy này, để xem là với chiếc máy này thì chúng ta sẽ làm được gì nhé. Thì có thể là điểm qua là lần đầu tiên mà Diễm được trải nghiệm, nên là Diễm sẽ nói sơ. Thì cái đầu tiên mình cảm thấy là cái em này thì cái viền màn hình nó hơi dày một xíu, và đây cũng là một cái khuyết điểm nho nhỏ. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái màn hình IPS chống chói, chứ như vậy khi mà các bạn làm những cái tác vụ mà có ánh sáng quá nhiều thì chúng ta sẽ không bị sợ là khó được thấy màn hình. Và cái màu sắc trên cái màn hình con Dell 7588 này thì mình thấy là nó chưa thực sự gọi là nó kiểu như là nó chưa thực sự là sống động, hoặc là kiểu như là chưa có thực sự là rõ nét lắm đó. Tuy nhiên thì với những cái khi mà các bạn chơi game thì mình nghĩ là cái màu sắc lên nó vẫn rất là ok. Còn để mà phục vụ cho cái việc như là Photoshop này, hoặc là chỉnh Lightroom rồi Adobe đó, thì mình nghĩ là các bạn nên cân chỉnh một chút xíu cho cái phần cài đặt này, thì chúng ta sẽ ra được chuẩn màu hơn, chính xác hơn, phục vụ cái nhu cầu của các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì em máy này mình cảm thấy là nó hơi bị nặng một chút xíu, nên là cái việc mà mang vác lên cũng hơi khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần cơ tay của chúng ta được làm hoàn toàn bằng kim loại, nặng một cái, nhưng mà bù lại là khi mà các bạn chơi á thì nó sẽ không bị xê dịch, cũng như là bị di chuyển cái máy nhiều, làm ảnh hưởng đến cái tác vụ mà các bạn chơi game. Những pha combat mà băng băng mà cái máy nó cứ run thì sẽ khiến khá là khó chịu. Đó là những cái điểm tổng quan mà mình thấy được. Nhưng mà dù là có kích thước cũng như là cân nặng lớn hơn một tí so với những chiếc laptop thông thường, nhưng chúng ta lại có một cái ưu điểm khác, đó chính là cái phần tản nhiệt của chiếc máy. Thì chiếc Dell G7 này chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt với hai quạt, và nhờ vào cái thiết kế hơi lớn một tí, vì vậy mà chúng ta sẽ có cái không gian rộng rãi hơn, thoải mái hơn, để mà hệ thống tản nhiệt có thể làm việc tốt hơn, để cho chiếc máy của các bạn sẽ có một nhiệt độ ổn định hơn. Ngoài ra thì thiết kế ở trên chiếc Dell 7588 này cũng không có gì quá là đặc biệt, nó không có bất cứ sự thay đổi gì quá lớn, ngoài trừ là phần đèn LED cũng như là phần màu sắc ở trên chiếc máy này sẽ thay đổi từ là màu đen đỏ trước đây của những phiên bản trước như là 7567 hay là 7577, thay vào đó sẽ là màu xanh đen chủ đạo. Nhưng mà có một điểm mà mình rất cảm ơn Dell đã không thay đổi, đó chính là phần bản lề của chiếc laptop này. Nếu như các bạn cũng biết là ở trên chiếc 7567 hay là 7577, những cái đồng gaming của Dell, thì Dell đã mang lên nó một cái bản lề vô cùng chắc chắn. Các bạn sẽ rất là yên tâm khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc laptop này lâu dài. Các bạn sẽ không phải lo là cái phần bản lề này nó bị hư theo thời gian. Nhưng mà ở trên chiếc laptop này có một điểm mà mình thật sự là cái phần này nó không có điểm gì để mình có thể chê được, nhưng mà nó cũng không có điểm gì để làm cho mình ấn tượng cả, đó chính là phần bàn phím và touchpad. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần bàn phím và touchpad này nó không hề có sự khác biệt gì so với những phiên bản trước. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím được gia công vô cùng chắc chắn, các bạn có thể là tác động một lực lớn lên cái bàn phím này mà không có hiện tượng bị cong, bị flat gì cả. Nhưng mà cái trải nghiệm sử dụng những cái phím ở trên cái bàn phím này lại không đem cho mình một cái cảm giác gì đó ấn tượng. Nó vẫn là một cái bàn phím chúng ta sử dụng khá là ok, nhưng mà hành trình phím của những cái phím này lại khá ngắn. Vì vậy mà khi mà các bạn bấm á, nhất là những ai mà chúng ta thường xuyên đánh máy ở trên cái laptop này, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là không biết là mình đã bấm phím chưa, không biết là mình có bấm lộn phím hay không. Bởi vì những cái phím này nó không được tách biệt hoàn toàn, mà nó giống như là một cái mặt phẳng. Và khi mà các bạn bấm phím á, do là cái hành trình phím nó quá ngắn, vì vậy mà các bạn sẽ có một cái cảm giác gì đó không yên tâm máy. Nhưng mà cái chất lượng của cái bàn phím này mang lại thì cũng không có gì gọi là đáng chê trách cả. Còn về phần touchpad, thật ra thì touchpad mình nghĩ rằng nó đã làm tốt những gì mà nó thực sự cần, cũng được trang bị những cái tính năng, những cái vuốt chạm khá là thông dụng ở trên những chiếc laptop gaming. Các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được, nếu mà các bạn đã từng sử dụng qua những chiếc laptop gaming khác, thì cái touchpad này nó mang lại cho mình một cảm giác là nói chung là bình thường, không có gì đáng chê, cũng không có gì đáng khen ngợi cả. Rồi, bỏ qua những cái phần đó đi, chúng ta hãy nói một tí về phần cấu hình. Thì ở trên chiếc Dell G7 7588 này, chúng ta sẽ có một vài những cái lựa chọn mình nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là CPU đi từ i5-8300H lên tới là i7-8750H. RAM sẽ đi từ 8GB lên 16GB cho bản cao cấp nhất, và ổ cứng sẽ là lựa chọn giữa 1TB HDD và một slot SSD.
hoặc là 128GB SSD và 1TB ổ cứng, và phiên bản cao cấp nhất sẽ là 256GB SSD và 1TB ổ cứng. Chứ đó chưa phải là điểm sáng nhất ở trên cái Dell G7 này, mà phải nói đến đó chính là cái phần card đồ họa của nó. Chúng ta sẽ có phiên bản là card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB dành cho bảng thấp nhất, và bảng cao cấp nhất chúng ta sẽ có là phiên bản Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Với cái cấu hình này thì các bạn có thể chơi được những cái tựa game hiện tại một cách mượt mà. Nhưng mà đối với những cái tựa game quá nặng thì mình nghĩ rằng việc các bạn giảm mức cấu hình xuống một tí sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt được những cái mức khung hình chuẩn nhất. Ví dụ giống như là PUBG thì các bạn nên giảm mức cấu hình nằm ở mức low hay là medium một tí để mà chúng ta có được những cái cấu hình tốt nhất. Ngoài ra thì bọn mình cũng test những cái tựa game khác như là Asphalt 9 hay là Liên Minh Huyền Thoại. Và mình, cái game đầu tiên mà mình chơi đó chính là Liên Minh. Và khi mà mình mới vào game thì mình thấy cảm thấy là nhiệt độ GPU của nó đang là 61 độ C, CPU của nó là 65 độ C, nó cũng dao động từ 65 xong rồi xuống 61. Và cái FPS của nó khá là cao, 181, và nãy nó nhảy lên tới 200 mấy lần. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi để xem một khoảng thời gian thì nó sẽ như thế nào, có bị tụt FPS hay không nhé. Bởi vì con này là laptop gaming mà. Sao không ai đi chung mình vậy? Và mình đang trong trận combat và mình cảm thấy là cái phím này bấm á thì cái độ nảy của nó khá là ok. Nhưng mà mình thấy thì cái kích thước của phím hiện nó hơi bé xíu, nên là kiểu như là khi mà bạn nào tay to sẽ dễ bị bấm nhầm nút á. Và một cái nữa thì bên trên cái em Dell 7588 này thì cái đèn của nó không được có đèn RGB, thì mình rất thích những cái màu mè. Nhưng mà không sao, có một cái đèn LED duy nhất thì mình nghĩ là khi các bạn chơi trong đêm thì có cái đèn nó cũng sẽ hỗ trợ khá là nhiều. Và màu xanh này cũng đẹp, màu xanh hy vọng là chúng ta sẽ thắng cái màn Liên Minh này. Khi mình chơi một khoảng thời gian thì mình thấy là cái FPS của nó là nó tăng chứ nó không có bị tụt nhiều, thì mình cái cảm giác chơi rất là mượt. Đúng là laptop gaming có khác. Mình vừa nó mượt nhưng mình muốn thua là thua. Ok. Và nhiệt độ lúc này của GPU và CPU thì nó cũng không tăng đáng kể nhiều, nó cũng tầm từ 62 độ đến 65 cả GPU và CPU luôn. Và thông thường thì như một số các bạn biết thì laptop gaming thì cái hệ thống tản nhiệt của nó là phải lớn hay là tản nhiệt nhiều ra ngoài để giúp cái máy của chúng ta được mát hơn khi các bạn chơi game lâu. Nhưng mà với em Dell 7588 này thì mình thấy là cái tiếng của nó không có to như một số dòng máy khác, nên là mình cảm thấy cũng khá là thích điều này. Bởi vì nhiều lúc là có một số máy mở tiếng khá là to, ác luôn cả tiếng nhạc trong game, nên là phải đeo tai nghe, thậm chí là cái người ở ngoài cũng sẽ rất là phiền á. Mình thực sự là mình rất là phiền phức, bởi vì mình có một người bạn chơi cái máy cái tiếng nó khá là ồn. Cho nên là đây cũng là một điểm cộng của em Dell 7588 này. Nếu mà bởi vì chúng ta sẽ có điểm trừ là hơi nặng, thì bên cạnh đó thì cũng phải có những cái gì khác đó bù lại, nên là cái gì cũng không phải có ba có lại. Rồi sau khi mình chơi banh vài cái trụ mà là đội địch đánh mình chứ mình đánh người ta, thì cái nhiệt độ của cả GPU và CPU mình thấy là nó vẫn mức ổn định, nó không tăng lên quá cao. Nó vẫn tầm là từ 62 đến 65 và cao nhất là của nó là 71. Nhưng mà khi mình trong một thời gian thì nó vẫn điều hòa, nó giảm xuống. Và cái FPS của nó thì vẫn giữ mức tương khi mà mình mới vào chơi là từ 150 mấy đến 170 mấy. Và mình cảm thấy là chơi rất là mượt, không có hiện tượng là bị trễ hay là bị giật lắc khung hình nhiều. Mình có nghe, khi mình chơi lâu thì mình có nghe cái hệ thống tản nhiệt các bạn của nó có nghe tiếng, nhưng mà cái tiếng này nó khá là nhỏ chứ nó cũng không quá ồn đi, nên là mình nghĩ là cái việc khi các bạn chơi lâu thì cũng chúng ta cũng sẽ không phải quá lo ngại về cái vấn đề là cái quạt nó ồn. Ok, và mình sẽ đánh tiếp đây. Và sau khi Diễm đã trải nghiệm trên chiếc Dell 7588 thì mình cảm thấy thì với cái cấu hình mà mình đang có ở đây thì nó cho cái tác vụ cũng như là mình chơi game thì cũng rất là ok, không có hiện tượng giật lắc nhiều. Bên cạnh đó thì cái hệ thống tản nhiệt của máy cũng làm việc khá là tốt, không có gây ồn ào quá nhiều, máy chạy khá là êm. Mặc dù mình chơi game nãy giờ mình chơi tầm 15 đến 20 phút thì cái nhiệt độ như các bạn thấy đó thì cái nhiệt độ của nó không tăng lên quá nhiều. Và cái phần cơ tay ở đây mình bây giờ, thậm chí bây giờ mình cảm thấy sờ nó cũng rất là mát, chứ không có ấm hay là bị nóng lên như có một số laptop mà mình đã từng trải nghiệm trước đây. Và cái chất lượng gia công trên chiếc Dell 7588 này theo mình đánh giá là chất lượng gia công này khá là tốt. Bù lại thì nó sẽ hơi nặng một chút xíu trong cái việc mà mang vác đi. Nhưng mà thì mình nghĩ là cái vấn đề này cũng có thể là xích xóa bỏ qua. Và trong cái phân khúc tầm giá như thế này thì mình nghĩ là em này là cũng là một sự mà các bạn có thể là cân nhắc nếu mà muốn mua một chiếc laptop mà để chơi game. Rồi, và còn bất cứ thắc mắc nào thì các bạn cứ để lại comment dưới video này, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, giống như
là về những cái chương trình hay là những cái gì đó của bên Laptop New thì cứ truy cập vào laptopnew.vn. Còn bây giờ thì Diễm sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.